nên bán mông kiếm việc anh em, đường đi vất vả lắm. Em đánh máy bộ đi vào đây được khoảng độ 4 cây số rồi, khoảng 4 cây xa phết đấy. Đánh vào đến ngoài này thì làm cái đường khai thác một tuần xong mới vào tiếp. Dịch này mà tìm được công việc cũng khó lắm anh em ạ. Ở ngoài thì ngoài xã thì có việc nhiều lắm, làm cả năm không hết đây, nhưng mà là bị cấm, cứ máy vào máy nào vào là bị bắt ngay. Toàn đồi núi đồi vực sâu. Phải đơn giản. Vừa đến nơi rồi anh em. Mình đi từ cái chỗ lúc đấy mà mình quay đấy, đi từ trên đỉnh núi xuống đến chân đấy, đi từ trên đỉnh núi xuống đến vực luôn, xuống đến tận dưới suối luôn. Không biết có phải cái ao này không. Ôi mày đánh cá nhanh đấy. Đấy ông chủ vừa ông chủ quay ấy luôn. Ông chủ lên đây bắt cá luôn. Kéo mai lên ở đây thôi anh ạ.
cái đỉnh núi kia quay không hết này. Đấy, cao tít thung lũng thôi. Đưa này đường vào nhà dân à anh ơi. Anh ơi, đường bên này đường vào nhà dân à? Chứ họ lấy cái gì ở trong này? Vào sửa cái ao này cái gì? Lấy lại lấy tiếp. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nhé.